Xin chào quý vị và các bạn, hãy đến với kênh Việt An.TV. Tôi tên là Hưng. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn 3 dòng máy đá công nghiệp đang được tin dùng hiện nay. Máy làm đá vin công nghiệp hiện đang là dòng máy được yêu thích và ưa chuộng trên thị trường hiện nay bởi chúng mang đến sự tiện lợi và nguồn thu nhập cho khách hàng nhờ khả năng làm đá nhanh, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí cho người sử dụng. Hiện nay, dòng máy đá vin công nghiệp đang được cung cấp rất nhiều ra ngoài thị trường nhờ mẫu mã chất lượng, đa dạng, khiến cho khách hàng gặp nhiều khó khăn trong việc lựa chọn. Là đơn vị chuyên sản xuất và cung cấp máy làm đá vin công nghiệp ra thị trường với bề dày gần 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi đã đánh giá tổng hợp nhu cầu khách hàng sử dụng để đưa ra top 3 dòng máy đá đang được tin dụng nhất hiện nay. Mời quý vị tham khảo nhé! Thứ nhất là máy làm đá vin VA3T. Đây là dòng máy đá được sử dụng một số các linh kiện đã qua sử dụng như máy ném, bình ngưng, tháp làm mát và bơm. Còn lại là các linh kiện mới. Máy do đơn vị Việt An sản xuất và cung cấp ra thị trường với công suất là 3 tấn trên 24 giờ nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng cho khách hàng. Giá của máy chỉ bằng 40-60% giá của máy mới. Với mức giá này thì một số nhà đầu tư có số vốn hạn chế vẫn có thể sở hữu được. Đây là một trong những lý do quan trọng mà dòng máy này được nhiều người quan tâm và sử dụng. Thứ hai, dòng máy đá IVA5T thuộc dòng máy đá inox xuất khẩu do Việt An sản xuất và cung cấp ra thị trường. Máy được ứng dụng công nghệ tiên tiến của Hoa Kỳ, thiết kế tinh kế, nhỏ gọn. Tất cả các thiết bị máy đều mới hoàn toàn 100%. Máy đạt công suất 5 tấn trên 24 giờ. Hệ thống cuối đá, dao cắt đá được làm bằng inox 304 cao cấp, rất bền bỉ trong mọi môi trường. Máy làm đá IVA5T vận hành êm ái, độ bền cao, tiết kiệm điện năng, tốc độ làm đá nhanh. Ngay khi được tung ra thị trường, máy đã thể hiện được những tính năng vượt trội của mình. Thứ ba là dòng máy đá vin Ivan 10T. Là một trong những máy làm đá vin công nghiệp đang được đông đảo các đơn vị kinh doanh sản xuất đá vin đánh giá rất cao bởi nhiều tính năng vượt trội. Nó khắc phục tất cả những lỗi tồn động mà các dòng máy đá vin trước đây đang gặp phải. Máy nén trục vít được Việt An sử dụng để sản xuất máy làm đá vin là hàng được thiết kế đặt hàng riêng phù hợp với máy làm đá vin công nghiệp của Việt An. Ivan 10T được sản xuất trên dây chuyền công nghệ máy móc tự động hiện đại, công nghệ làm đá tiên tiến, ga và dầu đi theo hai đường riêng biệt, nên hiệu suất làm lạnh nhanh, ổn định, độ bền cao. Hệ thống tủ điện điều khiển bằng màn hình cảm ứng, dễ dàng quan sát mọi thông số hoạt động của máy, dễ dàng phát hiện sự cố ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của máy để xử lý. Quy trình làm đá tự động, hầu như không tạo ra tiếng ồn. Máy nén trục vít của máy đá Ivan 10 tấn hoạt động theo mô men xoắn, không có ma sát trong quá trình vận hành, niên hạn sử dụng trên 15 năm. Trên đây là top 3 dòng máy đá vin công nghiệp đang được nhiều người tin dùng nhất hiện nay. Nếu quý vị cần tư vấn, hãy truy cập vào website vietan.vn hoặc qua số hotline 0949 414141 hoặc 0943 414141. Xin chào và hẹn gặp lại.